Ok, được rồi, xin chào. Xin chào mấy em. Lần đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chào. Chào hỏi. Chào các em. Chào Dũng. Chào Long. Chào. Nói chung là ai xuất hiện được thì thấy ai có bấm chào chào tôi chứ nhìn cũng biết được như thế nào hết. Chào con, chào Đạt. Oh my god. Ok. Chào Dắt. Chào Thịnh, chào Thiên, chào má cái gì nhiều quá vậy? Từ từ chút xíu coi. Ok, chúng ta lại quay lại với chương trình livestream 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là cái gì? Là về giáo dục. Ngày 20 tháng 11 vừa mới xuất hiện thì hôm nay chúng ta có chủ đề là thầy, cô, giáo và thợ dạy khác nhau như thế nào? Và thầy, cô, giáo là ai? Như thế nào mới được gọi là thầy cô? Như thế nào được gọi là thợ dạy? Thì cái này nó không dễ mà để phân biệt đâu, đặc biệt là ở trong xứ của chúng ta. Tuy nhiên anh sẽ giúp các em làm điều đó. Chào Quang, chào Phạm, chào My, chào Hoàng, chào Huệ, chào Mèo, chào... Ok, chào Yến, kêu anh là đẹp trai là được rồi. Hello, hello, good vibes. Chào mấy đứa. Ok. Kêu thầy Leo là được rồi, quá là chính xác. Chứ còn nhiều người mắc cười lắm. Vô hôm bữa anh vừa mới kêu là ok, hôm nay là ngày 20 tháng 11, mấy em vô, mấy em chúc cho anh với Leo là một người thầy đi. Thì có bạn đó, bạn vô bạn nói xin lỗi anh Leo, em không có thể coi anh là một người thầy được, mặc dù anh dạy còn hay hơn rất là nhiều người thầy khác, nhưng mà em thấy cái tiếng thầy giáo nó thiêng liêng lắm, cho nên em không thể nào mà em kêu anh là thầy được. Thì thực sự anh nghĩ cái vấn đề này á, đây cũng thể hiện một cái cách nhìn của bạn đó. Bạn nghĩ rằng là thầy á là phải có chữ thầy ở trong cái tên thì mới kêu là thầy. Không, thầy là người dạy cho mình, chứ không phải là người mà có tên là thầy mới gọi là thầy. Mấy em nhớ thầy giáo ba không? Nó stream game kêu vô kêu thầy. Nó anh Leo dạy không biết bao nhiêu kiến thức, kêu thằng. Thiệt buồn với sao buồn, vô kêu cái tiếng thầy nó thiêng liêng lắm. Thật ra ông bà mình có cái câu là gì? Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nếu mà chúng ta biết chữ Hán á, thì chúng ta sẽ dịch là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nhưng nếu chúng ta không biết, không có kiến thức, chúng ta sẽ dịch là nhất là một, tự là chùa. Như vậy là một chùa có một ông thầy. Bán tự vi sư có nghĩa là bán đi ngôi chùa thì còn lại ông thầy, đúng không? Đó. Cái đó là cái chuyện mà thiếu một cái kiến thức mà đến từ một người thầy. Thật ra không thầy đố mày làm nên, câu đó nó đúng. Nhưng người ta cũng có cái câu là học thầy không tài học bạn. Những cái này thật ra nếu mà nghe nói thì chúng ta sẽ dễ là kêu bằng suy nghĩ là nếu mà không thầy đố mày làm nên nhưng mà học thầy không bằng thằng bạn, vậy tại sao mình phải cần có thầy, mình chỉ cần bạn thôi? Đó là tại vì mình không nghĩ rằng cái người dạy cho mình, cái thằng bạn nó dạy cho mình á, nó cũng là một người thầy. Bất cứ khi nào mình mở miệng, mình hỏi một câu hỏi nào đó mà có người trả lời thì đó cũng gọi là một người thầy rồi. Dĩ nhiên không phải thầy là theo kiểu một người thầy là mình phải trả lương thầy giáo hay là gì đó hết. Nhưng cái quan trọng là khi mà mình hỏi một câu hỏi, chẳng hạn như ở đây có người hỏi, đến coi có ai hỏi cái gì không? Chưa có thấy ai hỏi gì hết á, chỉ cần một ai đó hỏi thôi là anh trả lời cái là mấy đứa kêu anh là thầy được rồi. Lẹ, hỏi câu nào đi, lẹ lên, trời đất ơi, chưa có thấy ai trả lời câu hỏi, hỏi câu nào hết. Anh đang muốn làm thầy nè, để anh còn nói thêm cái câu, chia sẻ cho thầy đi mấy con, chia sẻ cho thầy đi. Ủa sao anh nói cái giọng của anh giống như là anh để tay trước ngực vậy? Tiện tay. Cái gì có đứa hỏi anh ăn cơm chưa? Anh ăn cơm rồi. Vậy anh có thể nói được câu chia sẻ cho thầy đi được rồi. Anh công nhận anh trơ trẽn dễ sợ. Nhưng nếu mấy em coi những cái clip của anh á, thì mấy em rõ ràng thấy được là cái mà anh đem lại ở đâu nói được những cái đó. Dĩ nhiên là sẽ có những đứa nó ghét anh, nó nói trời đứa ơi quá trời kênh nói luôn. Nhưng cái vấn đề lại nằm ở chỗ này một lần nữa, là một người thầy
không có phải là theo kiểu là em đi vô một cái trang web xong rồi cái nó lướt cái đề mục cho em kiểu như là có 60 loài thú biết mọc cánh bay lên trời, cái em đọc vô đó cái em nói ờ đúng rồi 60 loài thú gì chứng tỏ là cái này nó là thầy. Còn có một người vô người ta nói trong đó chim là có chim hồng hạc, có chim bồ nông, có vậy cái mình vô nó trời ơi nói được hai con rồi, xua ra số lượng thì thua mẹ nó rồi. Nhưng cái vấn đề nó không nằm ở số lượng, nó nằm ở chất lượng. Người xưa người ta có cái câu là một nghề cho chín còn hơn chín nghề, hay là nói theo tiếng Hán là quý hồ tinh bất quý hồ đa, có nghĩa là gì? Cái quan trọng là em tinh thông cái đó chứ không phải là em biết nhiều cái. Khi mà mình biết nhiều cái quá thường ra mình chỉ nằm ở cái mức độ là biết ở bề mặt thôi, còn cái chuyện mà mình tinh thông thì không bằng. Giống như bây giờ một người ok tôi biết chảy máu tay, tôi biết dán cái băng keo vô, vậy coi như tôi là ông thầy thuốc được không? Đâu có. Một cái chuyện mà thầy thuốc thôi là người ta học dược ở nước ngoài, bạn anh học dược ở bên Úc á, là học 5 năm là học bốc thuốc á. Một cái chuyện bốc thuốc thôi. Còn cái chuyện mà kêu bằng nội chụp X-quang cũng phải học mấy năm. Rồi cái chuyện mà mấy em nghĩ chụp X-quang đơn giản đúng không? Vô cái bắt đầu gán cái bảng rồi nè, cầm cái bảng đi. Xong rồi cái bắt đầu nam thì chỉ cần cởi áo ra sơ sơ thôi, nữ cởi hết ra luôn. Ok, em chụp cái ngón tay em thôi nhưng mà em cởi hết toàn bộ cho anh. Để đồ ở đâu vậy anh? Để đồ kế đồ anh nè. Nó nơi gì xồm quá. Bạn anh hồi xưa chụp ít, nó học chụp ít quang á, là cái phần cái khoa của nó là học cũng phải 2-3 năm á. Mấy em kinh khủng không? Mà học xong cái nó ra trường nó bán dĩa CD, anh cũng không hiểu, nghĩ ủa cái gì vậy mày? Mày chơi cú quá mạng vậy. Nó nói đâu có gì đâu, tao có một bạn, thằng đó nó học đạo bách khoa, vậy nó bán vật liệu xây dựng được không? Thì anh cũng không biết nói gì, tại vì học thầy không thầy học bạn. Mệt lắm, không phải giỡn đâu. Cái quan trọng là mình cần phải biết rõ. Cho nên những cái mà anh làm á, anh không có tập trung vô kiểu bằng mà 40-50 cái đòi mục hay là gì hết. Anh tập trung vô những thứ, chẳng hạn như là con quạ, chẳng hạn như là defense mechanism. Mấy em ở đây, em nào mà chưa coi cái clip defense mechanism, mấy em có thể giơ tay lên được không? Giơ tay mỗi tay chưa? Ừ, anh không có thấy. Thầy này ngồi trước camera thầy nói thôi, chứ còn thầy không có tới tận nhà mà kiểm tra hết. Mấy em coi hay không coi á, anh không có bắt được. Nhưng nếu mấy em coi cái đó, mấy em sẽ thấy cái phản ứng của con người của chúng ta nó không giống như là chúng ta tưởng tượng. Mình hay nghĩ là như vậy nè, có một ai đó mà sửa cái lỗi cho mình á thì chắc chắn á là mình sẽ vô cùng tôn trọng và mình vô cùng cảm ơn người đó, đúng không? Tại vì hồi nhỏ tới giờ mình hay nói cái bằng mà có sai sửa lỗi này nọ lòi cha, nhưng thực sự khi mà chúng ta gặp một cái sự việc nào đó mà nó khác với cái nhận thức của chúng ta, chúng ta sẽ có khuynh hướng chối bỏ cái sự thật mà chúng ta tin vào cái sự dối trá nhiều hơn rất là nhiều. Thật sự không, bây giờ mấy em có thể làm thử một cái thí nghiệm thôi. Mấy em đi ra ngoài đường, mấy em gặp một người nào bất kỳ, mấy em nói anh ơi, hôm nay tôi nói cho anh một cái vấn đề này, anh đừng có nói cho ai biết hết nghe chưa, là thiệt ra 1+1 nó bằng 3 đó mấy anh. Từ trước tới giờ giáo dục là nó xạo, nó lừa dối mấy anh đó, chứ 1+1 = 3 đó, không phải có bằng 2 đâu. Anh nói nhỏ nhỏ đừng có nói ai nghe nghe chưa, tôi là tôi thích anh, tôi thương anh á. Nhìn anh từ xa là tôi biết con mắt anh có triều thiên cốt, lớn lên anh không làm quan lớn, anh cũng ắt là ngàm người bình thường, cho nên tôi mới nói cho anh biết 1+1 = 3 đó nghe chưa. Rồi coi người ta làm cái gì em. Dĩ nhiên mình đều biết 1+1 = 2, mình nghĩ rằng đó là điều đúng. Nhưng lỡ thực sự 1+1 = 3 thì sao? Nhưng cái điều đó nó vô cùng khác biệt với những gì mà mình đã biết từ hồi nhỏ tới lớn. Ai cũng nói 1+1 = 2 hết. Bây giờ có một thằng nó xuất hiện, nó 1+1 = 3, mình sẽ nghĩ là thằng này bị khùng, mày tránh ra xa, mày đừng có tới gần tao nghe chưa, mày đừng có khùng nghe chưa. Mình sẽ chửi nó, mình sẽ đánh nó, thằng này nó bị điên, 1+1 = 3 nè. Đó, hồi xưa Copernicus, Galileo đã từng lọt vô cái đó khi mấy ổng nói trái đất quay quanh mặt trời. Lúc đó là giáo hội hay là tất cả những người cao tầng đều cho rằng mày bị điên, mày đang bán bổ thần thánh. Bởi vì trong kinh thánh có một cái câu, là một cái đoạn đó nói là ông đó, anh không nhớ ông đó là ông nào, ông nói mặt trời hãy ngừng lại, là mặt trời và các vị tinh tú ngừng lại hết. Suy ra từ trong kinh thánh có nghĩa là mặt trời và tất cả mọi hành tinh trên bầu trời đều quay quanh trái đất, chứ không có cái chuyện mà trái đất quay quanh ai hết. Cho nên cái chuyện đó nó gây ra không biết bao nhiêu vấn đề và dẫn tới là ổng xém nữa bị lên giàn hỏa thiêu. Nhưng ổng cuối cùng cũng lên đó, ông nói ok, vậy thì nhờ
trái đất đứng yên, mặt trời quay quanh trái đất được chưa? Rồi cái dưới nói thì phải nói sớm được không? Rồi bắt đầu cởi dây cởi trói xuống, mém xíu nữa tôi bật được kêu anh rồi, nó xuống đi xuống đi xuống đi. Nhưng mà ông vẫn nói nhỏ nhỏ trong miệng. Thì ra là trái đất quay xung quanh mặt trời. Ông kia nói cái gì nói gì đó, cái gì đó. Không có. Mặt trời đứng yên, trái đất quay xung quanh mặt trời. Mặt trời quay xung quanh trái đất. Trời ơi làm gì thấy ghê vậy nè. Đó. Đó là cái defense mechanism đầu tiên và vô cùng quan trọng, đó chính là cái denial, chối bỏ. Và cái đối chối bỏ này, anh đã có một cái clip, đó là cái clip lịch sử rửa tay của ông Ignaz Semmelweis. Cái hồi 2020, lúc mà cái dịch corona nó bùng phát lại á, là Google vinh danh Ignaz Semmelweis, tại vì ổng là người tìm ra được cái nguyên nhân mà dẫn tới mỗi lần mà sản phụ mà đẻ xong á là hầu như là bị complicated, là kêu bằng mà hậu sản là coi như là qua đời luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mấy cái thằng cha bác sĩ đó, mấy anh chả vừa mới mổ xác chết xong, mấy anh chả đi vô, mấy anh chả đỡ đẻ, mấy anh chả không thèm rửa tay. Cái ổng nói mấy anh ơi, rửa tay sạch đi rồi đi đỡ đẻ thì nó sẽ ok hơn. Thì sau khi mà ổng làm được cái đó một cái, bác sĩ ở chỗ bệnh viện ổng đỡ đẻ tỷ lệ giảm xuống chết bằng 0%, gần 0% luôn. Thì mấy em thấy cái kết quả nó rõ ràng tới mức như thế nào rồi đúng không? Và có biết là cái giới y học vào thời điểm đó là những người mà thuộc dạng thông minh nhất, những người mà thầy giáo mà cân bằng mà mổ xẻ mà cứu người á, biết phản ứng như thế nào với cái chuyện của ông Ignaz Semmelweis, cái chuyện mà ổng kêu rửa tay trước khi mổ không? Nguyên một cái giới y học đó nói mày bị điên, mày bị khùng hả? Mày đề nghị ra cái chuyện mà rửa tay đối với bác sĩ. Bác sĩ là một cái giống loài cao quý, là gentleman, làm gì có cái chuyện phải rửa tay. Cái chuyện mà mấy bà đẻ đó mà bà đẻ xong rồi bà qua đời là tại vì bà sợ hãi, bà thấy dao kéo bà sợ thôi, chứ cái chuyện rửa tay là không có. Mặc dù con số rõ ràng chứng minh là rửa tay xong ở bệnh viện của ổng là không còn ai có cái tỷ lệ mà hậu sản mà qua đời á, là giảm xuống gần 0% luôn. Nhưng mấy thằng cha bác sĩ đó vẫn nói mày là thằng khùng, bắt ổng nhốt vào trong nhà bệnh viện tâm thần. Ổng qua đời ở trong đó bởi vì ổng vô cùng tức tối. Đó là denial. Đó là cái defense mechanism vô cùng kinh khủng của con người chúng ta. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để chối bỏ sự thật, mặc dù sự thật nó nằm thẳng ở ngay đó. Đó là một trong những cái clip của anh nói. Và nếu mấy em coi lại đi, nó còn có nhiều cái hay ho trong những cái clip của anh lắm. Thì thực ra thì anh cũng là một đối tượng của chuyện bị chối bỏ sự thật đây. Hôm bữa mấy em mà vô trong cái Facebook của anh á, mấy em sẽ thấy một cái bài của Trường Luật. Trong đó nói về anh. Không phải nói về anh mà nói về một người được cho là mấy đứa tụi nó trong đó nó nói đó là anh. Vô xong cái anh thấy cái đề bài đó nó vô cùng vô lý, anh sửa bài lại. Trời ơi sinh viên luật vô nó chửi anh, trời đất quỷ thần ơi nó chửi thần luôn. Xong vô nó nói đề bài ra vậy là đúng rồi, mày là thằng phản động mà. Cái xong mấy người mà người ta có đầu óc chút xíu, ta hỏi một câu đơn giản vô cùng bằng chứng đầu. Cái nó nói thì TV nói vậy đó, rồi TV có bằng chứng không? TV nói là đủ rồi. Mà nằm ngay chần đó nó cũng không thèm quan tâm luôn. Ok, defense mechanism nó giữ tới mức như vậy. Và khổ, anh làm cái này xong cái mấy đứa nít nó kêu anh phản động không? Trong khi đây là một người thầy dạy. Ngày 20 tháng 11, hay biết nó làm gì không? Nó gửi cho anh 2021 đồng. Nó nói, chúc mừng ngày 20 tháng 11 mày. Trời đất ơi là trời. Anh nói thiệt, anh tức dễ sẽ tức luôn. Lúc đó là anh là phải làm theo cái clip của anh á. Tức là cái clip mà làm sao mà để kiểm soát cảm xúc của mình á. Cái này mấy em cũng nên coi, đó là một trong những cái clip của anh. Đó là khi mà mình mà cảm thấy mà mình giận dữ, cảm thấy buồn khổ, mình mà có vấn đề mà mình cảm thấy cái cảm xúc nó sắp thoát ra khỏi cái tầm kiểm soát của mình á, thì mình cần phải làm cái gì? Trước tiên là mình phải đối diện với cái cảm xúc đó. Đừng có cái kiểu mà bây giờ cái trường phái bây giờ là cái trường phái tích cực độc hại á. Cái trường phái đó là một trường phái mà mấy em thấy ai mà mở miệng nói mà năng lượng tiêu cực hơi, hãy lan tỏa năng lượng tích cực đi, là hầu hết những người đó đều là những con người ích kỷ. Bởi vì biết sao không? Khi mà họ giận, họ buồn, họ khổ vì một vấn đề gì đó thì họ không muốn chấp nhận cái cảm xúc đó, mà họ cho rằng những cảm xúc như vậy cần phải đè nén nó lại, ép nó xuống để cho người khác nhìn vô mình chỉ thấy mình là một người vui vẻ mà thôi.
Nhưng thực sự điều đó sẽ dẫn tới cái chuyện trầm cảm của mình. Bởi vì trên cuộc đời này mình có rất nhiều chuyện. Mấy em mà có coi cái phim mà Inside Out á, mấy em sẽ thấy Inside Out là một bộ phim cực hay của Pixar. Nó nói về năm cảm xúc: giận dữ, vui vẻ, buồn khổ, mắc ói, tức là gớm ghiếc, và cảm xúc còn lại tự nhiên anh quên mẹ nó là gì. Nhưng mà về cơ bản nó là cái cảm xúc ở trong đó. Thì cái nhân vật chính của chúng ta là Joy, là cảm giác vui vẻ. Cảm giác vui vẻ đó, nghĩ rằng con người chỉ cần có cảm giác vui vẻ là sống đủ rồi. Tại vì thực sự mình chỉ cần vui là được rồi. Buồn để làm cái gì, giận để làm cái gì. Nhưng sau khi nguyên một cái hành trình trong bộ phim đó, thì cái cô đó cũng mới phát hiện ra cảm xúc nào của con người cũng cần thiết để cho con người đó trở thành một con người hết. Đó là sợ hãi. Ồ, cảm ơn em. Thì tại vì nếu mà chúng ta là một con người chỉ có vui vẻ, lúc nào cũng cười, người ta hay nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhưng lúc nào cũng cười thì mày đang cần uống thuốc đó. Tại vì con người không thể nào lúc nào cũng vui được hết trơn hết á. Em mà vui riết là em bị khùng chắc chắn luôn. Con người mình sẽ có lúc buồn, mình sẽ có lúc vui, mình sẽ có những lúc lo sợ, mình sẽ có những lúc giận dữ, bởi vì đó mới là con người. Mà cái trường phái gọi là trường phái mà cơ bản mà tích cực độc hại á, trường phái đó coi như những cảm xúc khác không còn nữa. Chỉ suốt ngày là vui lên đó mọi người, vui lên, vui lên. Em đang buồn hả? Em vui lên đi. Cái gì? Xe đụng gãy chân em hả? Vui, vui, vui. Em đừng có nói gì cái chuyện chân gãy nữa. Tôi không muốn nghe về những cái cảm xúc đó. Trời đất ơi, em đau chân kìa mẹ em, nó lòi xương được kìa mẹ em. Trời đất ơi, thôi. Tránh đi khuất mắt mắm neo á. Đó. Những người như vậy là những người chỉ đến với chúng ta khi mà chúng ta vui thôi. Em chỉ đến khi anh lúc buồn, rồi khi ngày vui em về bên ai. Nói chung là cơ bản là cái tụi đó chỉ muốn cảm thấy lúc nào cũng vui vẻ thôi. Nhưng không được. Cuộc đời của mình là mình phải có vui, mình phải có buồn. Và chính khi mình nhìn vô cái nỗi buồn của mình, mình mới phát hiện được là con người của mình nó là con người như thế nào. Bởi vì thực sự tại sao chúng ta buồn? Trên đời này có rất là nhiều lý do chúng ta buồn. Chúng ta có thể buồn vì anh buồn, rõ ràng anh buồn những cái tay của anh. Tay của anh nó không được như tay bình thường. Mấy em thì bình thường cho nên mấy em không có thấy chuyện đó có vấn đề. Nhưng mà cái tay này của anh nó rất là khó đánh đờn piano. Thiệt, đánh đờn piano rồi tập tạ nữa. Cái phần bên trái của anh người nó bị teo, cái cơ nó bị teo lại. Nhưng anh vẫn cố gắng, vẫn tập tạ. Anh vẫn cơ bản mà sống một cuộc sống bình thường. Thậm chí là còn inspire mấy em để làm được những điều mà những người mà như mấy em lành lặn không làm được. Suốt ngày lên trên chỉ toàn đá mẹ thì đại loại như vậy. Thì những cái cảm xúc nó mới làm nên con người mình. Có giận dữ, có sợ hãi. Nếu mà mình chỉ cho rằng cái cảm xúc đó nó không có xứng đáng xuất hiện, mình hãy tích cực bằng cách quét những cảm xúc đó xuống dưới cái cống. Thì một ngày nào đó những cái đó nó sẽ trồi lên và nó sẽ chiếm lĩnh cái tâm hồn của mình. Lúc đó mình sẽ rơi vô trạng thái cuồng loạn, những trạng thái mà mình không kiểm soát được. Bởi vì nó giống như là mình, cơ bản nó giống như vậy nè. Cái cống của em cứ nhét toàn bộ rác xuống dưới cống. Em coi như nhà em sạch sẽ, thì một ngày nào đó cống nó nghẹt, nó phúng một phát lên. Trời đất ơi, rác rưởi quăng đầy nhà luôn. Thì cảm xúc nó cũng giống như vậy. Cho nên cần phải biết kiểm soát cảm xúc. Và anh khi mà đối diện với những cái mà kiểu như mà tin nhắn mà donate 2021 đồng gửi cho anh nói chúc mừng ngày nhà giáo mày, tức là chứng tỏ là nó, cái hành động của nó là hành động miệt thị. Mấy em biết không? Tại vì một người bình thường chúng ta đều biết rằng là không thể nào mà cho ăn xin 1.000 được nữa. Chúng ta gửi xe 5.000, chúng ta gửi xe 10.000, chúng ta mua tờ giấy số 10.000. Cái anh làm chắc chắn giá trị nó vượt xa những cái đó. Anh nói mỗi lần anh nấu những cái món ăn này á, nó rất là khó. Nếu mà mấy em nghĩ rằng nó dễ, mấy em có thể tự làm lại. Mấy em có thể nói những cái anh vừa mới nói. Bất cứ một đề tài nào có thể làm lại y chang cái đề tài của anh. Quay thử ánh sáng, rồi cái cách trình bày, rồi cách nói chuyện như nãy giờ anh đang nói nè. Coi thử đi. Trời đất ơi là trời, nó đâu có dễ. Mà nó chơi 2021 đồng, anh rất là buồn. Thì anh có để cái số ngay đây cho mấy em thấy nè. Momo đặt câu hỏi cho thầy đi. Má đặt câu hỏi cho thầy đi, nghe giống như y chang như tiện tay vậy đó. Không, cái phần này là cái phần mà bình thường anh hay nói rồi. Tức là vào cái ngày mà chủ nhật, vào cái livestream mà tối chủ nhật hàng tuần, anh sẽ nói về một đề tài và các em có thể đặt
câu hỏi cho anh qua Momo. Cái Momo ở đây là số là 0932 59 510, và anh sẽ trả lời cho những câu hỏi với cái phần donate, cái phần mà từ 100.000 trở lên. Ok, vì đó không phải chỉ là cái chuyện mà đặt câu hỏi không thôi, mà nó còn là cái sự trân trọng những cái anh đang làm. Nên coi cái clip mà về kiểm soát cảm xúc. Tại vì kiểm soát cảm xúc nó rất là khó. Người mà kiểm soát cảm xúc được á, nó sẽ làm được nhiều thứ. Chẳng hạn như anh, mấy em thấy anh bị chửi, mấy em có thể vô trong bất cứ một cái Facebook nào của anh, mấy em vô trong đó mấy em coi, mấy em sẽ thấy đập comment dưới mà nó chửi anh. Má nó chửi anh mà giống như là, giống như là hồi lúc mà má nó đẻ ra nó là anh chạy tới đá mé má nó một cái, hay là anh gạt chân ba nó té đập mặt, làm cho rớt nguyên toàn bộ đồ ăn, má nó không ăn được vậy. Trời ơi, mà tụi nó không hề biết gì về anh hết. Tụi nó cứ vô nó nói là anh đang ở Mỹ, thằng này là ở Mỹ, thằng này ở Mỹ nó mới nói vậy. Trời đất ơi là trời. Nói thiệt mà đã đưa cho nó cái clip rõ ràng là anh đang ở Sài Gòn, hồi mùa dịch á anh làm được cái gì. Xong rồi cái nó nói không, cái này là thằng này nó về xong rồi nó đi. Má trời đất ơi là trời. Nó là defense mechanism á. Rồi nó còn nói anh suốt ngày mày cứ chống phá, rồi mày làm gì. Anh đưa cho nó coi toàn bộ là những cái mà hình mà anh từ mùa dịch tới giờ là anh ủng hộ, mà để mà cứu trợ những người đồng bào mà khó khăn là khoảng cỡ 100 triệu hơn rồi đó. Xong vô hỏi nó coi tụi bay làm được gì, nó không nói gì hết trơn đó. Suốt ngày nó chỉ cứ chửi thôi. Buồn dễ sợ buồn rồi đó. Nhưng mà em muốn nói là về cái phần mà kiểm soát cảm xúc đó, nó sẽ làm cho anh có cái khả năng là đối phó những cái năng lượng tích cực đó nhưng không ảnh hưởng. Thật ra nó cũng ảnh hưởng một phần. Lâu lâu mấy em vô Facebook của em sẽ thấy là anh bị chửi nhiều lắm. Lâu lâu cái anh cãi lại một lần, cái cãi lần xong cái anh bị má anh bị Facebook của anh nó khóa anh hả, một tháng luôn. Má mất dạy dễ sợ, nó vô nó chửi anh một cái câu mà hả toàn là hả thứ dư án nó gắn lên miệng không, nó chửi anh xong cái anh nói lại mày là thằng mất dạy, cái xong cái Facebook nó nói bình luận của bạn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Cái mình vô mình nói không có, tôi đâu có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, bạn xét lại giùm đi. Cái Facebook nó nói có, coi lại tao thấy mày rất là mất dạy. Cái anh report cái thằng mà nó chửi anh á, cái Facebook nó nói vậy nè, không, thằng đó thiên thần dễ thương đáng yêu lắm, thằng đó nó không có vấn đề gì hết trơn, vấn đề nằm ở mày, cho nên mày phải im một tháng. Tiện tay, tiện tay má tức dễ sợ tức luôn vậy đó, má điên luôn. Trời đất ơi, nói thiệt á, em thấy nếu mà anh là một con người mà có năng lượng tiêu cực cái anh chết lâu rồi. Nhưng mà anh vẫn kiểm soát được, và thậm chí anh còn dạy cái những cái đó cho mấy em biết nữa mà. Cho nên cái chuyện mà anh là một người thầy đó là chuyện đương nhiên rồi. Trời đất ơi, mấy đứa nên kêu anh là thầy hay là kêu mấy streamer là thầy. Thật ra nó kêu vậy cũng vui thôi, anh cũng chẳng có vấn đề gì mấy đứa nhỏ đó. Thật ra hồi xưa anh cũng thích làm streamer lắm, nhưng mà giờ anh phát hiện ra làm streamer má ngồi chơi game suốt cả ngày má dễ bị trĩ lắm. Tại anh thua thôi 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 thôi, nhiều tiền mà bị trĩ đau lắm, mệt lắm, mệt lắm thiệt. Nhưng mà kêu má gì đâu, kêu anh nó kêu bằng thằng, streamer kêu bằng thầy, buồn má nước mắt chảy, nước mắt hoen mi luôn vậy đó. Giọt nước mắt nào rơi trên mắt ai. Hay nói chung là có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Và mấy em biết không, hôm nay anh chọn cái chủ đề mà về thầy giáo hay là gì á, một phần anh cũng sẽ không có chỉ thẳng ra ai là thằng thợ dạy. Tại vì mấy em cũng biết ở xứ này thợ dạy nhìn cái là biết liền à, thằng nào mà nó vô mà nó nói mấy câu mà kêu bằng, mà nói chung là thợ dạy. Mấy em có thể coi mấy cái thằng nào mà report cái gì nè, thằng nào report cái app gì nè, anh cũng không nhớ nữa. Ok, đó là một thằng thợ dạy, nhiều thằng thợ dạy nữa, nhưng mà anh không có rảnh anh chỉ thẳng mặt nó là ai đâu. Anh chỉ bây giờ để giúp cho mấy em hiểu được ai là người thầy người cô thật sự, ai là thợ dạy. Thì chúng ta trước khi mà biết ai là thợ dạy, ai là thầy cô, thì chúng ta sẽ đi vào phần giải lao bằng cách trả lời comment những người donate. Vậy đi cho nó dễ. Chứ còn mà nãy giờ nói liên tục phát là chắc mệt lắm ạ. Ok, để anh bắt đầu nha. Phần này là phần coi như là giải lao. Nãy giờ mấy em nói quá trời luôn. Anh có đọc comment. Hello, ok, chào em. Anh có đọc tùm lum comment hết, comment quá trời, comment từ bên YouTube, comment gì hết trơn. Cái gì mà vô ha. Rồi, ok, giờ chúng ta sẽ đọc những cái phần donate, những câu hỏi của mọi người. Ok. Em Khang nè gửi thầy Leo, chúc thầy có nhiều sức khỏe tốt để giúp tụi em học thêm được nhiều bổ ích. Ok, cảm ơn em Dương Tấn Khang. Đỗ Trọng Khánh, hello thầy, cảm ơn vì đã chỉ em xem lại Forrest Gump
quá nhiều bài học trong phim này. Lần đầu em xem lớp 6 và giờ 33 tuổi xem lại thì nó một trải nghiệm very new. Cái này thực sự anh nói mấy em, cái này là phần riêng, nói riêng nha. Có nghĩa là mấy em nên coi bộ phim Forrest Gump. Forrest Gump là một bộ phim cực cực hay. Đó cũng là một người thầy, một người thầy mà có thể là dạy cho em được rất là nhiều bài học ở trên đời này. Mặc dù em đã coi rồi nhưng anh đề nghị hãy coi lại. Hồi trước á, lúc đó hả, anh coi phim Forrest Gump á, là năm đó là anh học lớp 8, lớp 9. Anh coi anh thấy cái bộ phim đó là anh đã biết nó hay rồi, nhưng anh vẫn chưa cảm nhận được cái hay của nó vào thời điểm đó. Tại vì nó có nhiều thứ mà phải có một vốn sống nhất định mới có thể cảm nhận được cái hay đó. Thì cái năm mà anh coi lại là năm anh 20 mấy tuổi, anh coi lại anh thấy nó khác. Trời, bao nhiêu chi tiết mà hồi đó mình không nhận ra. Chẳng hạn như là trong phim Forrest Gump á, mấy em nếu mà nào coi phim Forrest Gump thì sẽ biết, nhưng mà giờ nói luôn nó là vậy nè. Forrest Gump là một cậu bé có cái chỉ số IQ dưới trung bình. Tức là người bình thường á, khoảng cỡ IQ 100 là được coi là IQ trung bình, là một người mà cơ bản có thể mà sống trong xã hội được như bình thường. Thì IQ của Forrest Gump chỉ khoảng 70 mấy, 80 mấy thôi, có thể gọi là một thằng ngu, một thằng khờ á. Thì cái câu, tức là lúc mà bà mẹ của Forrest Gump đưa thằng nhóc mà đi vô trường học á, ông thầy ông nói: không, con chị không có học trường bình thường rồi đâu, con chị phải học dành cho trẻ đặc biệt ở trong ngoắc, ngoặc kép, có nghĩa là trẻ ngu, trẻ mà có vấn đề. Thì bà nói: không, con tôi nó chỉ hơi khờ một chút chứ nó hoàn toàn có thể sống như một người bình thường được. Về xong bà nói: con á, con là cơ bằng, con cơ bằng mà stupid as stupider, tức là con á cơ bằng mà gọi là con mà con nghĩ con ngu á thì con sẽ là kẻ ngu, còn con mà con nghĩ con tô con ok là con sẽ ok thôi. Và thằng Forrest Gump á, nó bả thậm chí á, bả còn phải hy sinh cả bản thân bả để mà cho con bả vô trường bình thường học được. Hồi nhỏ cái cảnh đó, tức là Forrest Gump nó ngồi ở trước nhà, xong rồi ở trong cái phòng của bả với lại phòng của bà đó đó thì có tiếng mà vang ra theo kiểu mà của ông thầy với lại má của Forrest Gump là đang làm cái chuyện mà cơ bằng mà giao lưu phối hợp đó. Thì hồi nhỏ anh nghe cái cảnh đó, anh thấy anh không có hiểu được là chuyện đó là chuyện gì, tại lúc đó anh mới có lớp 8, lớp 9 à. Xong cái sau này anh coi lại mới thấy được là cái sự hy sinh của mẹ của Forrest Gump. Coi xong cái mình cảm thấy đúng là người mẹ rất là tình mẫu tử, rất là thiêng liêng. Xong cái bắt đầu anh coi tới lúc 30 mấy tuổi anh coi lại nữa, anh lại phát hiện ra trong đó nó nói về vấn đề ấm dâu nữa, mà nó nói về vấn đề loạn luân nữa, nó nói cực nhiều vấn đề, trong đó lại có lịch sử, mà lịch sử của cả nước Mỹ, mà lịch sử nước Mỹ gắn với nước Việt Nam nữa. Nó là một cái bộ phim mà thoạt nhìn qua mình sẽ thấy nó là một bộ phim bình thường, nhưng khi mà mình coi đó mình thấy trời đất ơi, cái này là dạy sử, mà là dạy sử một cách cực kỳ hay ho luôn. Thành ra không có gì lạ năm đó có hai phim cực hay là Shawshank Redemption với lại Forrest Gump. Nhưng Forrest Gump ảnh ẩm một đống giải Oscar, trong đó có giải Oscar về kỹ xảo điện ảnh, tức là special effect á, kỹ xảo mà kỹ xảo máy vi tính á, mà cái phim nó coi từ đầu tới cuối không biết là nó có kỹ xảo nằm ở chỗ nào luôn. Và đó chính là cái hay làm cho cái phim nó đoạt cái kỹ xảo điện ảnh cực kỳ. Mấy em rảnh nên coi cái phim Forrest Gump lại đi, hay lắm. Em nói giờ mới nhớ lại đó, Trần Đức Vinh, anh Leo đẹp trai, cảm ơn em. Hà Thị Minh Phương, chị biết ơn Leo, cảm ơn chị. Nguyễn Xuân Thành, donate tiếp nè, không hỏi gì đâu, mai mốt lại dắt em đi ăn nha. Ủa là sao? Cái này biết ai rồi, cái này là thằng Nguyễn Xuân Thành, cái này là heo lười nè. Quỷ này là bạn anh à, nhưng mà nó khoái chọc quê anh lắm. Trời đất ơi là trời, chơi em chứ kỳ vậy em. Vô ngay trên này xong bắt đầu mắng mày donate cho tao, xong rồi cái bắt đầu kêu người ta dẫn mày đi ăn, mất dạy. Trời đất ơi, bỏ cha của thiên trái địa. Rồi còn có một câu hỏi nữa. Nhớ nha, ai muốn đặt câu hỏi thì đặt qua 0932 539 510. Có bạn Nguyễn Văn Lợi, anh Leo, tôn giáo và luật pháp cái nào quan trọng hơn? Tôn giáo ảnh hưởng đến đạo đức cộng đồng như thế nào? Cảm ơn anh. Má, câu hỏi này là câu hỏi quá bự, quá rộng. Mấy em biết có thật ra mà giờ mà anh mà trả lời cái câu này xong á là cơ bằng chắc chết luôn quá. Tại vì thực sự giữa tôn giáo với luật pháp á, hai cái vấn đề này nói là nói mà rộng, mà có thể một clip nói về tôn giáo là nó khoảng tới 8-9-10 tiếng đồng hồ. Còn nói về luật pháp, cái clip này anh đã có một cái clip rồi, anh nói luật pháp công bằng là như thế nào. Ồ, một tòa án công bằng là như thế nào?
Thì một tòa án công bằng á, để có thể nói là lại về cái vấn đề mà tòa án công bằng đó, em mấy em nào mà rảnh mà coi cái clip đó đi thì mấy em sẽ thấy một tòa án công bằng không phải là một cái tòa án mà cái ông mà thẩm phán, cái ông chánh án ông vô ông nói thằng này có tội, thằng kia có tội, mày có tội rồi mày im đi, mày có tội tại sao mày có tội như vậy, mày là tội mà mày còn mở miệng mày nói chuyện như vậy nữa hả, như vậy là thua rồi, vô là giống như ông nói là người ta là có tội, là người ta có tội rồi đó. Ở những nước mà văn minh á, cái hệ thống mà tòa án của người ta là như vậy, cái ông mà thẩm phán, ông chánh án, ông ngồi đó là ông quản lý để đảm bảo cho cái buổi, cái tòa đó, cái phiên tòa đó nó diễn ra đúng trình tự của pháp luật, để làm sao cho người ta rút ra được kết luận là luận tội, người này có tội hay không. Mà cái việc mà luận tội một ai đó, nó phụ thuộc vào bồi thẩm đoàn gồm 12 người. Cái bồi thẩm đoàn này á, được lựa chọn từ đâu? Từ những người mà không hề quen biết gì nhau, cũng từ tất cả các ngành nghề trong xã hội. Những người này là những người công dân một đất nước, là người ta sẽ có nhiệm vụ, có nghĩa vụ làm bồi thẩm đoàn. Tức là một lần nào đó trong cuộc đời của người ta chắc chắn là phải làm bồi thẩm đoàn. Kêu là vô đó làm bồi thẩm đoàn thôi. Người ta không biết gì hết, người ta vô người ta ngồi nghe, nghe luật sư bên bị cáo với luật sư bên tố cáo là công tố viên á. Người công tố viên thì buộc tội, còn luật sư thì bào chữa cho bị cáo. 12 người đó, 12 người đó ngồi nghe thôi. Nghe xong để mà người ta từ phán quyết, suy nghĩ và quyết định là cái bị cáo đó có tội hay không. Còn ông chánh án, ông thẩm phán, ông ngồi đó là để ông bảo đảm cho những cái câu hỏi, cái tiến trình của cái tòa nó diễn ra đúng theo luật pháp. Chứ cái quyền mà quyết định tội của một ai đó là bồi thẩm đoàn 12 người xa lạ không hề quen biết nhau kia. Mấy em nghe cái đó xong mấy em sẽ cảm thấy là ủa sao kỳ vậy, mấy người đó có học gì về luật đâu mà sao người ta biết để người ta đưa ra được một cái phán quyết. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, người học luật không phải là người đưa ra phán quyết. À, cái đó, người học luật là một người bào chữa và một người buộc tội. Còn người đưa ra phán quyết là 12 người không hề liên quan tới nhau, 12 người trình độ khác nhau, đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau để đảm bảo cái sự công bằng. Công bằng nó nằm ở chỗ đó, bởi vì những người đó, tôi không có quen biết anh, tôi không biết gì anh, tôi là đi vô đây nghe, nghe từ những gì mà bên công tố viên đưa ra, đây là những cái bằng chứng để buộc tội, đưa ra từ bị cáo những cái luận cứ để mà ok, tôi bào chữa cho lưng thân chủ của tôi là không có tội. Xong rồi người ta sẽ dựa trên đó, giống như là những người bình thường nhìn vô đó và quyết định rằng đây có phải là một người có tội hay không. Nó cực kỳ hay. Nó mà hay nhất là mấy em có thể coi cái phim 12. Phim này là 12 Angry Men, 12 người đàn ông giận dữ. Anh cũng đã có làm ngay trong cái nội dung của cái clip mà một tòa án mà công bằng là như thế nào, một tòa án mà hợp pháp là như thế nào đó. Thì coi trong đó đi mấy em sẽ thấy 12 Angry Men, đây là một cái bộ phim nói về một cái buổi xét xử một thằng nhóc với cái tội giết cha nó. Mà 12 người đó là hầu như vô á, là người ta giống như là người ta chuẩn bị là người ta sẽ ok, chung mọi người chuẩn bị vote đi, tức là giơ tay lên biểu quyết. Ai biểu quyết là thằng nhóc này có tội, tại vì cái luận cứ rồi những cái nhân chứng rồi hung khí rồi đầy đủ hết rồi. Nói chung là nhìn qua là ai cũng nghĩ là thằng nhóc này nó giết rồi chứ không có gì hết trơn hết đó. Thì 12 người là tính là làm cái để mà tối là bắt đầu làm về cho lẹ rồi còn đi ăn rồi đi chơi gì nữa. Thì 11 người giơ tay tôi đồng ý nó có tội. Một người mới nói tôi nghĩ là chúng ta không nên vội vã như vậy, cho nên tôi sẽ bỏ phiếu là nó vô tội. Chúng ta cần phải coi lại thiệt kỹ. Thì một cái phán quyết mà người ta có tội hay không là phải toàn bộ bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn nói người đó có tội, tất cả 12 người cùng đồng ý mới được. Một người là cũng không được. Cái bắt đầu 11 người kia, cái bắt đầu nói trời ơi anh, má anh sao vậy, trời đất ơi, thôi mẹ nó có tội rồi lẹ đi, trời đất ơi. Nhưng ông đó ông nói đây là một sinh mạng, chúng ta không thể nào làm cái chuyện là về cho lẹ đi để quyết định là người đó có tội, trong khi chúng ta không coi lại kỹ cái vấn đề này. Tại vì tôi nghĩ là lẹ quá không tốt đâu, chúng ta cần phải coi lại. Thì lần lần bắt đầu từ từ người ta lật từng miếng từng miếng từng miếng, thì bắt đầu dần dần người ta mới thấy trong những cái chứng cứ tưởng chừng như vô cùng hiển nhiên kia, hóa ra nó lại không hợp lý lắm. Và cuối cùng chỉ còn duy nhất một cái ông, là ông đó là cái ông mà
ngay từ đầu là ổng là kêu bằng thôi lẹ lên đi, trời đất ơi, cái gì, cái ngày mà vô buộc tội mẹ nó đi. Cuối cùng chỉ còn một mình ông đó thôi là ổng nói là có tội, còn lại 11 người kia đều nói vô tội hết. Và những lý luận của người ta đưa ra đều vô cùng hợp lý. Một cái bộ phim này chỉ có một căn phòng, 12 người đàn ông giận dữ, theo Angry Man, 12 người thôi, camera quay tới quay lui chỉ có 12 người, chỉ có nói, không có nổ, không có cháy, không có gì hết. Hình như cũng đoạt Oscar luôn. Cực hay, theo Angry Man, đó là luật pháp. Còn tôn giáo thì ảnh hưởng đến đạo đức cộng đồng. Em hỏi câu này má nó tùm lum thứ vấn đề hết trơn đó, cho nên anh nghĩ là tôn giáo thì nó ở một mặt nào đó thì nó cũng rất có tác dụng. Tại vì á, nó là thuộc dạng tôn giáo là niềm tin. Niềm tin của chúng ta, nếu mà chúng ta tin rằng có một ai đó đang nhìn chúng ta, dò xét chúng ta, phán xét chúng ta, thì chúng ta không làm việc xấu thì anh nghĩ nó cũng tốt. Nhưng thực sự anh nghĩ đạo nào cũng vậy đó. Không quan trọng là đạo Chúa, đạo Phật, đạo Hồi hay gì, đạo nào cũng nói ok, mấy con cố gắng sống tốt một chút, đừng sống chó đẻ, vậy thôi. Anh nghĩ là cơ bản nó chỉ có vậy à. Nhưng mà anh nghĩ là có nhiều người á, nói đơn giản, nói một câu người ta không hiểu, cái người ta nói dạ hiểu, nhưng mà sống tốt là làm sao? Thì thí dụ như vậy, con đang đi ngoài đường á, cái có người dép té, tới con đỡ người ta lên, nó là sống tốt đó con. Dạ con hiểu rồi. Nhưng mà lỡ cái thằng mà nó dứt té là cái thằng mà hôm qua nó đá con thì sao? Thì con cũng hiểu quá là sống tốt có nghĩa là mình nên tha thứ. Nhưng mà lỡ mà nó đá con mạnh lắm, trúng ngay cái mục nhọt nằm sau đít của con thì sao? Amen. Câu đó có nghĩa là đừng hỏi tao nữa. Hoặc là A Di Đà Phật, đừng hỏi tao nữa. Cái đó là cái phần mà anh nói vậy thôi, chứ không có nghĩa là như vậy đâu. Phần đó là phần hơi nói ngoài thôi. Nói chung là nó ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng tới cộng đồng rất là nhiều. Thì luật pháp cũng như vậy. Luật pháp cần phải có sự công bằng. Công bằng có nghĩa là sao? Là dù thủ tướng mà phạm lỗi cũng phải bị xử luật. Ở nước ngoài á, em thấy đặc biệt là cái nước mà dân Việt Nam mình suốt ngày mà cứ để ý đó là nước Mỹ á. Tổng thống, hồi xưa ông tổng thống mà Bill Clinton á, ổng lén phén với cô sinh viên thực tập Monica Lewinsky, xong rồi cuối cùng sao? Ổng là không được bầu nữa. Tại vì tổng thống lo việc đất nước mà lại hú hí với cái cô sinh viên thực tập, thì như vậy làm sao mà đất nước mà ok cho được. Nên luật pháp nó cần phải nghiêm minh. Ok. Đợi anh xíu. Chết cha, Momo nó bị sai out ra ngoài rồi. Cảm ơn Võ Tấn Phương gửi anh người thầy đã dạy em những thứ mà trong trường đã không dạy. Cảm ơn anh và team. Thank you em. Từ Võ Công Hoang, biết ơn anh Leo, anh đúng là người thầy vĩ đại. Cảm ơn em. Phải chi mà ai cũng nghĩ được như vậy thì hay quá. Khổ quá. Hồi xứ này anh bị kêu là phản động nhiều hơn là kêu là thầy. Từ Phạm Duy Tâm, tên nghe Duy Tâm Duy Vật quá. Em coi chùa lâu rồi, ca ca. Ok, coi chùa lâu rồi thì nên nhiều hơn nữa em. Trời đất ơi. Cảm ơn em. Dương Trọng Tuấn, hello anh Leo, em đang theo học lập trình web nhưng tư duy logic thuật toán của em không được giỏi, có cách nào để luyện tư duy logic không anh? Cái này thì anh nghĩ là em nên coi những cái sách mà liên quan tới luyện tư duy logic, rồi luyện cách suy nghĩ này nọ, chứ thực sự anh cũng không có biết nữa. Cái chuyện này nó quan trọng, luyện mà hễ mà lập trình thì nó quan trọng tới tư duy logic lắm. Logic là hễ A là B, không ba không B là C, không D là F gì đó. Những cái đó nó cực kỳ cần thiết. Mà nếu mà em cảm thấy tư duy logic của em mà không được giỏi thì cái đó là cái bước đầu tiên vô cùng quan trọng để mà em nhận ra được em cần phải làm cái gì rồi. Tại vì có nhiều người tới bây giờ người ta cũng không biết người ta giỏi, người ta dở gì, mà người ta nghĩ người ta là tuyệt vời. Nó nguy hiểm lắm. Thằng ngu mà nghĩ mình khôn á là mới chết mẹ. Thực ra những thằng ngu á nó biết nó ngu. Tại vì biết sao không? Hãy để ý những thằng ngu mà nắm quyền á, nó không bao giờ mà mướn những người khôn chung quanh nó hết. Tại vì á, một người mà có đầu óc, người ta sẽ không muốn làm việc với đó một thằng ngu. Một thằng ngu nó cũng không muốn có một người có đầu óc đứng kế bên nó. Tại vì làm như vậy nhìn vô là người ta biết rằng ai là thằng ngu liền.
mà nó sẽ mướn những thằng biết nịnh, những cái thằng ngu, chuyện gì không cần biết sao, những thằng biết nịnh để nó cảm thấy cái tự ái của nó được ve vuốt, cái tôi của nó được ve vuốt. Thành ra cái thằng ngu á, nó chung quanh nó khó kiếm đường khôn lắm. Thằng ngu mà biết nó ngu mà biết mướn người khôn á, thì những thằng đó là hầu hết đều là những thằng quản lý giỏi. Tại vì mấy em có biết ông Henry Ford, cái ông mà sáng chế ra cái xe Ford, ông đó có một giai thoại vậy nè. Có một nhà toán học, ông challenge, kêu bằng thách đấu ông Ford, đưa ra cái vấn đề nói: ông nói là ông giỏi phải không, ông làm ra được cái xưởng xe hơi phải không, ông ngon ông giải bài toán này với tôi đi. Cái ông cầm bài toán lên, ông nói: tôi không giải được, nhưng mà ông đánh tay 10 cái nhân viên tôi giải được. Tôi biết tôi ngu cho nên tôi mướn người thông minh vô làm cho tôi, chứ tôi không có cần mà phải đi làm cái chuyện mà kêu bằng mà sơn thua mà ngu ngơn vậy hết. Tại vì tôi biết tôi ngu cho nên tôi cái gì tôi thấy tôi thiếu là tôi mướn người giỏi hơn tôi vô làm à. Vậy đó, đó là những nhà quản lý giỏi. Người ta biết người ta là ai, người ta biết người ta dở cái gì, người ta mướn cái người giỏi ở cái lĩnh vực đó làm cho người ta. À, còn mấy đứa mà ngu, mày đứng ở kế bên tao, mày làm xấu mặt tao, đuổi nó. Đó, nó lại vậy đó. Cho nên cái phần mà Tuấn em biết được là cũng hay rồi. Hy vọng là em sẽ có thể cải thiện được điều đó, chứ anh cũng không có biết rõ về vấn đề này đâu. Thiệt. Cao Ngọc Nguyên: chú Leo ơi, cho con hỏi là chú có thể làm về chủ đề lịch sử nhiều hơn được không ạ? Được con, thực ra là chú vẫn đang làm đó, nhưng mà vấn đề là mỗi lần mà chú làm lịch sử á, view nó thấp chủng mà con. Ai cũng vô: clip hay quá, sao clip như vậy mà không được 1 triệu view. Vô cái Facebook của người đó không có share cái clip của anh luôn. Vô share là gì? Share mấy anh mà ôn ngôn tình nè, rồi share trúng thưởng Momo nè, rồi share mấy bài nhạc nè, rồi share cái hình tô hủ tiếu nè. Còn cái clip của anh hay thì mấy ảnh khen: hay quá, trời ơi sao không được 1 triệu view, không ai share hết vậy. Bản thân ảnh còn không share nữa. Cho nên thật ra thì yên tâm, chú vẫn làm. Tại vì sắp tới sẽ có nhiều clip, yên tâm. Thực ra là bữa giờ chú vẫn đang làm thôi, nhưng mà tại vì nó phải có cái cân bằng giữa cái gọi là cái mục tiêu cộng đồng. Tại vì những cái chú đang làm như vậy, về cái gọi là cái gì, cái livestream như vậy, nó giúp cho mọi người hiểu được nhiều vấn đề hơn và có sự kết nối. Chẳng hạn như bình thường mà chú làm toán công bằng, chú làm gì gì đó thì nó không có rõ, nhưng mà bỏ vô trong một cái clip này thì mọi người sẽ thấy được cái mối quan hệ. Rồi thứ năm là phần cái mini podcast đi làm thôi, chú sẽ giới thiệu cho mọi người những cái nghề nghiệp mà mọi người không nghĩ là có thể cơ bằng mà có thể sống sót được qua cái mùa dịch này. Và chú sẽ tiếp tục, nói chung là có nhiều cái lắm. Một người làm thì hơi mệt, thì thực sự là để có những cái clip như vậy nó không có phải dễ đâu mấy đứa. Một cái clip mà làm á là anh mất khoảng cỡ 1 ngày, tức là anh phải viết cái kịch bản ra. Mặc dù anh nói ở đây nãy giờ mọi người thấy là thông tin nó tới liên tục, là tại vì trong đầu anh có rất là nhiều thứ ở trong đó. Kiến thức của anh đọc bao nhiêu nhiều lắm, cho nên anh có thể nói mà không ngắt quãng, mà nó rất là gắn kết với nhau, cấu trúc nó giống như là nãy giờ coi, giống như nãy giờ mấy em thấy cũng giống như là anh đang gắn cái clip. Nhưng mà anh sẽ đọc một cái comment để cho mọi người biết là anh không có gắn clip. Chẳng hạn như là có bạn Vũ Nguyễn nói: anh Leo xài Snapchat để share. Không, anh vẫn phải xài Facebook thôi. Tại vì xài nhiều người mà xài cái nào nhiều người mới có thể ảnh hưởng được. Rồi Trọng Nghĩa Hoàng: em chào anh Leo, nhìn vô là biết ngay là anh đang đọc comment rồi đúng không? Đó. Cho nên cái này á, làm rất là mệt. Một ngày anh viết kịch bản, sau đó anh quay, xong rồi á, edit một cái clip á, mất cũng phải 3 ngày. Thành ra anh mướn 2 editor, nguyên một cái team 3 người làm việc liên tục. Mấy em thấy clip mà thứ ba có nghĩa là cuối tuần, là thứ bảy chủ nhật là editor phải làm việc, anh cũng làm việc. Hôm nay là tối chủ nhật anh vẫn livestream, còn editor của anh á thì vẫn đang ngồi ở đây để mà coi mấy em có nói cái gì, rồi để mà ban mấy cái thằng mất dạy nó vô trong cái chat này, nó bắt đầu nó chỉ nói những cái thứ nhảm nhí, tốn rất là nhiều công sức. Cho nên á, mỗi lần mà anh thấy những cái đứa mà nó vô mà nó nói thằng này khều donate á, thì anh trong đó có một cái sự bực tức, nhưng mà cũng cảm thấy rất là buồn. Bởi vì cái chuyện á, anh hoàn toàn có thể là mở một cái lớp học
anh chỉ có dạy cho những người muốn học thông qua học phí. Ở trường cũng đang làm như vậy đó, tức là mấy em có tiền, mấy em đóng tiền thì mấy em đi học mới có kiến thức. Nhưng nếu mà anh làm như vậy, ai không có tiền thì làm như thế nào? Cho nên anh mới quyết định làm free. Anh mướn người một tháng mười mấy 20 triệu để làm clip bỏ phi lên trên YouTube. Và anh muốn mấy em cần phải trân trọng cái công sức của những người đang đem tri thức tới cho mấy em. Mình thể hiện sự trân trọng đó ở đâu? Qua Momo, qua donation. Thì cái đó nó cũng giúp cho em cảm nhận được cái giá trị của những thứ mà em đang nhận lấy. Thì khi mà bị kêu là khỏi donate thì nó là bực bực, nhưng mà cũng buồn. Buồn tại vì cái comment nó vẫn còn nhiều. Và cũng buồn vì có nhiều comment em không có share được, em sinh viên hay gì. Có cái câu là muốn thì sẽ làm, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm cớ, nó vậy thôi. Cũng buồn lắm nhưng mà tôi kệ. Thành ra là anh cũng vẫn làm và vẫn đưa tới rất là nhiều clip hay ho mấy đứa. Cho nên tuần sau thì sẽ có clip cả animal và cả clip lịch sử nữa. Ok, cho nên yên tâm. Sao nó cứ bị rớt ra ngoài rồi nhỉ? Bực mình quá. Thông báo, để coi thông báo tới cái gì. Tự nhiên cái app Momo này nó bị nhiều vấn đề quá. Ok, chúng ta quay lại với vấn đề thợ dạy và thầy cô. Thì đây sẽ là một cái thông tin mà chắc mấy em không bao giờ biết được nếu mà mấy em chỉ học ở trong trường. Đó là mấy em có biết cái 4 pillars of education không? 4 trụ cột của giáo dục. Mấy em biết giáo dục nó cần phải đạt được mục tiêu nào không? Thì theo UNESCO, 4 pillars of education, 4 trụ cột giáo dục vô cùng quan trọng. Một, đó là learning to know, tức là học để biết. Cái thứ hai là learning to do, học để làm. Cái thứ ba là learning to live together, tức là học để sống chung cùng nhau. Và cái thứ tư là learning to be. Đây là cái khó dịch nhất, tại vì learning to be, be ở đây không có phải là thì là mà learning to be a human being. Human being là gì? Con người của chúng ta. Cái chữ human nó là con người, nhưng chữ being đó, nó có nghĩa là gì? Là một con đang là người. Thì 4 trụ cột giáo dục, cái quan trọng đó là learning to know, học để biết, learning to do, học để làm, learning to live together, học để chung sống cùng nhau, và học thứ tư, learning to be, học để trở thành một con người. Thì đó là 4 trụ cột giáo dục. Mấy em đã nghe cái này bao giờ chưa? Anh dám cá là mấy em chưa nghe. Thậm chí là 8 loại thông minh mấy em cũng chưa nghe luôn. Để nói lại một lần nữa, mặc dù anh đã nói khá nhiều trong những cái clip của anh về giáo dục rồi, con người chúng ta có 8 loại thông minh, gồm có thông minh ngôn ngữ thể hiện qua môn văn, thông minh về logic thể hiện qua môn toán, thậm chí là ngay cả những môn khác như là văn, sinh học cũng có logic ở trong nữa. Thông minh âm nhạc, cái này nói dễ hiểu rồi đúng không? Thông minh hình học, cái này nằm ở những người biết vẽ, những người kiến trúc sư. Thông minh nội tại là những người hiểu biết về tâm lý, là những người hiểu biết về những cái thứ mà xảy ra bên trong chúng ta. Thông minh vận động là những người giỏi đấm đá, đá banh, bóng rổ gì và những loại thông minh khác. Ở trong trường của chúng ta chỉ tập trung duy nhất 2 loại thông minh thôi. Đó là môn văn và môn toán ở hệ số 2, là thông minh ngôn ngữ và thông minh logic. Trong khi chúng ta có 8 loại thông minh,
Mà trong trường chỉ đánh giá chúng ta dựa trên duy nhất hai loại thông minh. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể là những con cá, nhưng theo hệ thống đánh giá trong trường, chúng ta được coi là những con khỉ không biết leo cây. Mà con cá thì không thể nào leo cây như một con khỉ được. Nó dẫn tới ca sĩ học dở, bị kêu là thằng ngu, con ngu. Những cầu thủ, những anh đánh UFC giỏi, bị kêu là thằng đầu óc ngu si tứ chi bất triển. Những người mà giỏi vẽ, ô cái thằng vẽ vời biết con mẹ gì. Những người có khả năng nắm bắt tâm lý của người khác, ôi thằng này bị khùng, suốt ngày lẩm nhảm. Đó là lý do vì sao có rất nhiều người học ở Việt Nam á, có thể gọi là học ngu, tại vì dựa trên cái hệ thống chỉ có hai loại thông minh thôi. Nhưng qua nước ngoài học như cá vô trong nước, chỉ vùng vẫy thoải mái lắm. Tại vì ở nước người ta biết là con người có 8 loại thông minh, và dẫn tới là người ta phát triển được cái loại thông minh phù hợp với người ta. Mấy em có thể nghĩ rằng mình không thông minh. Thực sự á, tại vì chúng ta thấy là chúng ta không có cái gì giỏi rõ ràng, nhưng thực sự nó là một cái hình lục, một cái hình bát giác, 8 loại mà nó hình bát giác. Chúng ta không phải là tuyệt vời ở trong những loại đó, mà có nghĩa là chúng ta những cái hướng đó chúng ta giỏi hơn một chút xíu so với những cái khác. Thế đó cũng là thuộc loại thông minh đó rồi. Nhưng vấn đề là khi mà chúng ta vô một nền giáo dục chỉ coi trọng hai loại thông minh thì chúng ta dễ nghĩ rằng mình sẽ ngu si lắm. Nó rất là buồn. Tại vì hồi anh đi học á, anh có một cái thằng bạn, thằng đó hả, hễ mà tới giờ thể dục á, nhảy dây đá banh cái quyền què vậy nó cũng ghê hết. Trong lớp mấy môn khác, môn nào nó cũng dở hết. Nó, anh ngồi kế bên nó, anh rất cố sức để anh giảng bài cho nó. Từ hồi đó là anh đã giỏi cái chuyện giảng bài cho nó rồi. Nhưng mà thầy cô kêu bằng mà, tức là trong một lớp á, anh ngồi với nó được suốt cả 5 tiếng mà thầy cô vô có 1 tiếng nhìn thấy bài nó kêu nó ngu quá, nó khóc, mắt nó chảy. 1-2 năm sau là nó nghỉ học. Mà mấy em biết hồi còn nhỏ mình mà bị tổn thương á, cái vết thương đó nó theo mình suốt cả cuộc đời luôn. Những người mà chửi nó là ngu á, phần lớn đều là thợ dạy hết. Thợ dạy là những người người ta không có cảm thấy niềm vui của cái việc dạy học. Thực ra lỗi của người không phải người ta nữa. Tại vì nếu mà mấy em để ý cái bìa mà của cái báo Tuổi Trẻ mà hồi 20 tháng 11 hồi hôm qua vừa rồi á, có cái hình đó, có một người giơ tay lên vậy nè, nó nói lời hứa tăng lương cho giáo viên 4 đời bộ trưởng 15 năm qua. Cái hình cực hay luôn. Người ta đừng có đòi hỏi, anh nói thiệt á, anh cũng hiểu nỗi khổ của thầy cô giáo lắm. Anh hiểu nỗi khổ. Lương không đủ sống mà bắt người ta phải sống, mà bắt người ta cống hiến, bắt người ta dạy mấy đứa nít nữa. Anh nói thiệt á, chuyện đó nó vô lý lắm. Em có thể sống cống hiến nếu em được tưởng thưởng, nếu em được trân trọng. Không phải tự nhiên mà anh làm cái công việc kiểu như vậy đâu. Tại vì có rất là nhiều đứa chửi anh, gửi anh 2021 đồng Việt Nam đồng, xong nó chửi chúc mừng ngày nhà giáo nha mày. Nhưng có nhiều người, người ta gửi 2 triệu, người ta gửi 20 triệu, người ta thậm chí là gửi một số lượng mà cơ bằng cả mấy ngàn đô cho anh đó. Anh nhờ những người đó, một số lượng nhỏ những người đó mà anh giữ được cái nhiệt huyết, bởi vì anh thấy mình được trân trọng. Còn thầy cô, trời đất ơi, khổ lắm. Mà khổ nhất là người ta không mở miệng nói. Lạ vậy đó, mấy em để ý đi. Mấy người mà khổ, thầy cô khổ quá, toàn là người khác người ta nói giùm không à, thầy cô không mở miệng nói. Lạ, tại người ta sợ. Ta sợ cái gì? Cái nỗi sợ của người ta cũng làm cho người ta trở thành một thợ dạy. Thợ dạy là người ta chỉ sống, người ta lấy lương, xong rồi người ta có những cái stress ở trong công việc, cái người ta trút lên đầu mấy đứa học sinh. Trong khi cái công việc mà giảng dạy á, nó vô cùng quan trọng. Lợi ích 10 năm trồng cây, lợi ích 100 năm trồng người. Mà trồng kiểu gì mà chỉ mấy đứa nít kêu mày ngu quá, mày nghỉ học đi cho rồi. Thua. Anh còn nhớ hồi năm lớp 9 của anh á, anh là một đứa học sinh có thể gọi là được được cô cơ bản mà favorite kiểu như vậy đó. Tại vì cô chủ nhiệm của anh của dạy anh văn, mà hồi năm lớp 9 á, thì anh rất là thích hát tiếng Anh. Anh hát tiếng Anh không mà cô khoái anh lắm. Cô kêu anh lên trước sân trường hát. Anh hát bài Heal the World. Anh hát xong cái bắt đầu cái có thằng nó gặp anh, nó kêu mày hát như con cặc vậy. Trời đất ơi má. Cũng khổ, tại vì anh hát thì cũng ok, nhưng mà lên trước
cái thời đó là bị bể tiếng, lên trên micro nghe nó kỳ cục lắm. Nhưng mà cô đó cũng làm cho anh một cái rất là đau buồn, đó là lúc mà cái mùa mà năm lớp 9 á, bắt đầu là ôn thi này nọ lọ chai á, thì những cái môn khác là bỏ hết. Cái những môn mà kia mà cần phải tăng tiết lên để học á, thì sức của anh học được. Nhưng mà khi mà tăng tiết lên á, thì phải đóng tiền học nhiều thêm. Cái anh mới đâm một cái đơn, đơn là đơn xin xin miễn giảm học phí. Cô cầm đơn cô nói cái gì, không có tiền mà đi học làm gì, tiền nghỉ học đi. Trời đất ơi, anh biết là cái câu cổ nói á, nó chỉ là một cái stress của cổ vào thời điểm đó thôi, nhưng nó làm cho anh rất là buồn. Năm lớp 9 là năm đó anh mới có 15 tuổi, tới bây giờ anh 39 tuổi là 24 năm qua rồi, anh vẫn còn nhớ cái câu đó của cổ nói. Anh còn nhớ tên của cổ nhưng mà anh không muốn nói tên cổ, tại mắc công tội nghiệp, nhiều khi cổ cũng không nhớ được cổ đã nói cái câu như vậy. Tại vì có thời điểm đó nó là cái stress của cổ. Nhưng mà anh đã là favorite của cổ rồi mà cổ còn nói cái câu mà nó tổn thương như vậy, thì những đứa học sinh mà nó không phải giỏi được hai cái môn logic với lại cái ngôn ngữ, nó là 8 loại, 6 loại kia, thì nó sẽ còn sớm bị cái gì nữa. Và nói thiệt, thợ dạy rất là nhiều, thầy cô cực ít. Tại vì những người thầy cô thực sự người ta sẽ lờ mờ cảm nhận được cái 4 cái trụ cột giáo dục. Đó là learning to know. Cái chuyện learning to know nó là cái gì? Mấy em đừng có nghĩ rằng mình đi học là mình sẽ biết kiến thức. Không phải. Mình đi học á, là mình học để mà mình biết cái cách mà mình tự học khi không có ai bắt mình học hết. Thực sự cái đó nó quan trọng hơn cả những cái mà kêu bằng ngày 16 tháng 8 có ai ra làm gì, ngày 19 tháng 8 rồi một trận đánh, rồi trên đó có bao nhiêu cái lớp xe rớt lại, rồi bao nhiêu cái máy bay rớt, cái đó nó không có quan trọng. Quan trọng là làm sao cho học sinh ngồi ở dưới nó cảm thấy được rằng nó muốn học, nó thích học để nó hiểu biết, và nó học cái cách để nó không có cô ngồi đó chọt vô đích nó, không có cô bắt nó phải trả bài mà nó vẫn thích học. Đó là cái anh đang làm được, còn thầy cô không có nhiều người làm được, thợ dạy là không thể nào làm được hết. Anh làm cho mấy đứa cảm thấy thích thú với cái hệ thống luật pháp, anh làm cho mấy đứa thích thú với tâm lý, anh làm cho mấy đứa thích thú với lịch sử. Trong trường ai làm được? Mặc dù anh không phải là thầy, anh không có cái title là thầy, anh là đầu bếp tinh thần thôi, nhưng anh lại làm được điều đó. Learning to know, học để biết cái cách học, học để biết, cái đó nó quan trọng lắm. Những người mà thầy cô mà có thể gọi là thầy cô rất là ít, nhưng một cách nào đó họ tự cảm nhận được rằng mình phải truyền cái cảm hứng cho học sinh mình để nó muốn tự học, chứ không phải là để cho nó tao có mặt ở đây thì mày mới học, tao đi chỗ khác là mày không muốn học, mày dẹp mày quăng hết, thua. Learning to do thì là cái gì? Learning to do thì dễ lắm, là những trường nghề á, học xong rồi ra làm được, học rồi hành, học rồi hành, học rồi hành. Nhưng thực ra có những cái mình học xong chưa chắc mình đã học được, mình làm được liền. Chẳng hạn như là học mổ, học giải phẫu, hoặc là học để đẻ, đỡ một cái đâu, ai đẻ giùm để tôi thử coi, không có. Nhưng cái chuyện mà học mà để cho người ta làm được nó vô cùng quan trọng. Bởi vì cái xã hội loài người này chúng ta không có cái đó là chết. Chúng ta học xong chúng ta cơ bản mà xây nhà, xây cửa, xây cầu đường, nấu ăn, rồi những cái đó nó vô cùng quan trọng. Cái learning to live together là gì biết không? Là học cách để chung sống với nhau. Tại vì cái xã hội con người phát triển được đó, là chúng ta phải kết hợp với những người khác, phải bỏ qua những cái khác biệt của từng người để mà chúng ta đạt được tới cái chung để mà cùng làm. Thì nhìn thế giới chúng ta sẽ thấy cái mạng internet đó, là nhờ những người được thấm nhuần cái triết lý learning to live together, người ta tạo ra được cái web, cái internet. Và nhờ nó bây giờ anh mới có thể livestream cho tất cả mọi người đang ngồi ở nhà và coi và hiểu được. Còn ở nước chúng ta thì sao? Chúng ta có môn giáo dục công dân, nhưng thực sự có đứa nào cảm thấy môn đó giúp ích gì cho mình không? Mà thực ra cũng không cần phải nhìn đâu xa hết, vô trong Facebook của anh đi, coi thấy cái anh đang làm với tụi nó chửi anh là biết rồi. Không có live together gì ở đây hết trơn hết á. Thằng này nghe nói tivi nói nó chống phá, nghe nói báo nói nó chống phá, nó phản động. Vậy thôi, tao không có cần coi, tao không có cần bằng chứng gì hết trơn á, nó không cần biết cái tivi nó là gì hết, tao chửi nó. Tao dùng mọi thứ ngôn ngữ mà hạ cấp nhất tao chửi nó. Nó là vậy đó. Có giáo dục công dân, cái gì biết sao không?
Tại sao mấy em biết là học công dân với công dân này nọ loại trai đủ kiểu, nhưng mà cuối cùng á thì vẫn có những người bị chửi, bị bully ở ngoài đời mà ngay cả online không? Đó là bởi vì học sinh á, nó không có học khi mà mình nói nó học. Nó học khi mà nó nhìn thấy mình làm. Mấy em để ý đi, thầy cô kêu mấy đứa học đi, mấy đứa lo học đi, thì cái đó nó không có phải là cái mà mấy đứa nó học đâu. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái thầy cô đang làm ở cái tiết dự giờ. Cái tiết dự giờ là cái tiết mà chúng ta có thể thấy được sự dối trá kinh khủng nó diễn ra trước mắt chúng ta. Lúc đó mọi trường học đều biến thành trường sân khấu nghệ thuật hết. Ở trong lớp á, đứa ngu cũng như đứa khôn tất cả đều giơ tay. Có em nào biết 1 cộng 1 là bao nhiêu không? Trời ơi, 100% đều giơ tay. Mấy đứa ngu nhất cũng vậy. 1 là cái gì, cộng là cái gì, nhưng cứ giơ tại vì nó biết. Cô giáo đã chỉ định sẵn những đứa mà trả lời rồi. Cái ngày đó, cái người cô bình thường thét ra lửa, mở miệng là chỉ có chửi thằng này ngu, thằng kia ngu thôi. Nhưng bây giờ lại: Em Gia Huy có thể nói cho cô nghe 1 cộng 1 bằng bao nhiêu không? Dạ thưa cô, 1 cộng 1 bằng 2. Ôi giời ơi, trời ơi, cả lớp cùng vỗ tay. Ở đằng sau, mấy người ngồi đằng sau ghi ghi chấm chấm. Nhưng họ cũng biết đó là sự dối trá, nhưng họ vẫn ngồi đó chấm. Dối trá, dối trá, dối trá. Thật sự Learning to live together cũng là nằm ở chỗ đó đó. Nhưng cái bài học của chúng ta ở đó nó kinh khủng hơn nhiều. Rằng muốn sống yên ổn thì cần phải biết dối trá. Tại vì có đứa nào trong đó mà dám đứng dậy: cô ơi, em không biết 1 cộng 1 bằng mấy hết. Em không biết 1 là cái gì, em cũng không biết cộng là cái gì nữa. Là đứa đó chết. Chết mày rồi con ơi. Vở kịch đã bị phá vỡ. Learning to give together. Sự con người mình phát triển được á, là người ta hướng tới chân thiện mỹ. Chân là chân thật, thiện là cái thiện, mỹ là cái đẹp. Nhờ những giá trị đó mà loài người mới đi lên, mới phát triển. Chúng ta mới có thể có những cái là những cuộc thi hoa hậu. Đó là cái mỹ đó. Thiện, thiện là gì? Là những người tốt. Những người mà kêu bằng bỏ cả gia tài ra để kêu bằng fight for hunger, để mà làm cho xã hội loài người tốt lên. Người ta đến những sự thật là tại vì mấy em nhìn thấy lịch sử không? Những cái nước mà tin tức đi, nói tin tức về mấy nước ngoài đi, mình đọc được rất là nhiều tin bá láp về nó. Mình đọc được rất là nhiều những cái chuyện mà kêu bằng cho thấy cái sự ngu đần của tụi nó, của cái chính phủ của tụi nó nữa. Trời đất ơi, mình nói sao tụi nó ngu dữ vậy nè. Là bởi vì ở bên đó người ta đặt giá trị chân thật lên hàng đầu. Ở bên đó đó là ai mà mất dạy là nó lôi ra hết. Chân vô cùng quan trọng. Tại vì có chân thật mới có sự thay đổi, phát triển đi lên tốt được. Learning to live together không phải chỉ bằng qua những bài học đạo đức, mà là nhìn vào cái người mà nói bài học đó có làm được cái chuyện đó hay không. Con nít để ý lắm. Mấy em thấy mấy đứa nít á, mấy đứa nít nó ngu, nó không biết gì. Thực ra mới có 2-3 tuổi thôi, nó biết ai là người sẽ bảo vệ nó. Nó mà có ba má nó chỗ đó, nó té nó khóc quá trời luôn. Mặc dù nhiều khi không bị dễ chứng, khóc quá trời luôn. Còn mà không có ba má nó té xong nó phủi bụi đứng dậy nó đi. Tại nó biết nó khóc cũng không ai quan tâm hết. Con nít nhỏ nó còn biết vậy. Thì chỉ cần 3-4 tuổi trở lên là nó bắt chước, nó nhìn và nó bắt chước. Minky see, minky do. Thành ra ở nước ngoài cái giáo dục mà từ cái thời mà mẫu giáo á, nó vô cùng quan trọng. Bởi vì đó là những viên gạch đầu đời đặt nền móng cho cái sự phát triển của tương lai. Thành ra mấy em coi những đứa con nít nước ngoài á, lâu lâu mình coi những cái clip của tụi nó, mình thấy á, tụi nó ngây thơ nhưng tụi nó rất là rành rọt về cuộc sống. Có nhớ cái clip của anh mà một em bé 7 tuổi
mà làm được cái điều thần kỳ cứu sống hàng ngàn trẻ em châu Phi không? Một cái đứa nhỏ nó nghe nói là ở bên châu Phi rất nhiều đứa con nít chết vì bệnh sốt sốt rét, sốt xuất huyết, tại mũi chích cái nó tìm cách nó gửi mùng vào bên đó, xong cái bắt đầu nó tự nó bắt đầu nó may mùng, rồi nó gây quỹ, rồi nó gửi mùng, rồi nó bây giờ hả nó làm là bao nhiêu năm nó gửi một đống tiền được qua bên châu Phi để cứu không biết bao nhiêu đứa cùng tuổi với nó. Con nít 7 tuổi đó, con nít 7 tuổi của mình dĩ nhiên cũng có thể nói được như vậy, nhưng nó nhận lại được cái gì? Thôi mày con nít biết gì, im đi. Bài học dần dần ngay trước mặt nó đó. Thì sao? Buồn không? Learning to be là cái phần cuối cùng nó quan trọng nhất. Đó là dạy để làm người. Thật ra dạy để làm người vừa dễ vừa khó. Dễ là chỗ nào? Tại vì chúng ta là con người, chúng ta sẽ có những cái giá trị nhất định của một con người. Con người thì cần phải yêu thương đồng loại, con người thì cần phải cùng nhau phát triển này nọ loại trai, và con người phải tìm hiểu về bản thân con người mình để ngày một phát triển hơn, chứ không phải chỉ đơn giản đi làm xong rồi về cái bắt đầu đi nhậu rồi đi làm đi nhậu, hay có chuyện gì bất công xảy ra thôi kệ mẹ nó đi, cái đó để cho nhà nước lo, chuyện đó mình đâu cần phải lo đâu, tới khi mình có chuyện cái ai cứu tôi với, không ai cứu cái nó chơi số kỳ vậy, không ai lo tôi hết vậy đó. Nó không có vậy. Mình hiểu bản thân mình hiểu xã hội, mình hiểu cuộc đời, mình hiểu đủ thứ. Học để trở thành một con người nó là một quá trình đi cả cuộc đời luôn. Cho nên anh nói thiệt á, để biết được bốn cái trụ cột giáo dục đó nó vô cùng quan trọng, và những người mà làm được cái đó mới được gọi là thầy cô. Thực ra thiếu chút xíu cũng không sao, nó du di chút xíu với Việt Nam mình mà đòi hỏi bốn cái đó nó hơi khó, tại vì thực sự chỉ có dạy từ lớp 1-12, thậm chí nhiều khi một người thầy chỉ dạy con lớp thôi à, một cấp thôi, qua cấp sau là không có dạy nữa rồi. Nhưng anh nhớ hồi anh đi học á, có một bà cô đó bà khó vô cùng luôn, ai cũng biết bà khó hết, nhưng tụi học sinh nó vô cùng thương bà. Bà đi trên cầu thang, cái xương của bà bị có vấn đề á, bà đi từ trên cầu thang xuống bà không có đi nhanh được, đi từng bước xuống, nguyên một đám con nít bình thường thấy thầy cô nào chạy vô qua cái một, thấy bà đang đi vậy á là nó đứng nó đợi cho cô đi xuống dưới hết, xong rồi nó mới bắt đầu đi. Cô khó nhưng nó lại thương cô. Còn có nhiều người khó nó rất là ghét, tại vì tụi nhóc nó biết được ai khó là vì muốn tốt cho tụi nó, ai khó là bởi vì ghét tụi nó, chỉ muốn khó để mà cho đã lư tao thôi. Đó là điều khác biệt giữa thầy cô và thợ dạy. Đó là một trong những cái dễ nhận thấy nhất. Nhưng thực sự thì cô và thợ dạy ở đây nữa nó dễ lắm. Thợ dạy là ai nói gì là nghe đó, xong rồi nói lại à. Giờ có một cái mà mấy em thức rất là dễ mà phát hiện ra thợ dạy. Vậy nè, cứ ông thầy bà cô nào mà nói thằng dưa leo là thằng phản động, mày đừng có coi của nó, là thợ dạy hết. Đơn giản vô cùng luôn. Đơn giản chắc chắn luôn. Còn ai mà nói mấy em coi của anh dưa leo hay lắm, bảo đảm người đó là thầy cô. Xin cách vô cùng mà để xác nhận chính xác luôn. Còn ai mà nói cái này thì để từ từ thầy coi, từ từ thầy chưa biết, thì còn có thể là thầy cô được. Còn mà khẳng định anh là phản động, bảo đảm thợ dạy 100% chắc chắn luôn. Dám cá, không tin mới về mấy đứa về test thử đi, chắc chắn. Anh có nhiều người bạn, người ta làm việc dạy học lắm. Những người đó, người ta luôn giới thiệu anh với học sinh của họ, bởi vì người ta biết anh cũng là một người thầy, họ đang học anh nữa mà, giống như là một người đồng nghiệp vậy. Cho nên người ta rất thích những người mà đem kiến thức. Còn thợ dạy á, không, tụi bay đừng có coi của nó, coi của nó mệt lắm, coi của nó tụi bay cãi tao đó. Thực sự á, anh rất là muốn kéo dài cái livestream này nhiều, nhưng mà cái chủ đề này nó khá là rộng, quá là rộng luôn. Cho nên á, bây giờ anh nghĩ thợ dạy là gì vậy? Ad Bio hỏi, Bảo hỏi, thợ dạy là mấy em biết gì không? Là một người được trả tiền để đi dạy. Người ta không có quan tâm tới cái chuyện là học sinh của mình á có học được cái gì hay không, người ta quan tâm tới cái lương của người ta, hiểu không? Lương tháng hơn lương tâm.
tụi em học được cái gì không có quan trọng, thầy có lương là được rồi, đó là thợ dạy. Còn thầy cô là gì? Tụi em học giỏi, thầy cô vui. Tụi em học dở, thầy cô buồn. Thầy cô muốn là tụi em học giỏi hơn. Những người mà khi người ta gặp lại, người ta thấy mình giỏi hơn người ta, người ta vui lắm. Tại vì thực sự nếu mà mình dạy được một ai đó mà giỏi hơn mình đó, trời ơi, nó sướng lắm. Anh hồi xưa anh edit, anh cũng edit mấy clip cho anh. Khi mà anh có edit đó, mới đầu anh thấy nó edit dở lắm, anh khó chịu, anh bực mình lắm. Nhưng mà cố gắng, giờ nó giỏi hơn anh nhiều lắm. Anh vô mừng vô kể, tại vì nó mà giỏi hơn anh thì có nghĩa là cái clip của anh nó sẽ hay hơn nhiều. Trời đất ơi, anh còn trả tiền cho nó tại vì nó giỏi nữa. Trời đất ơi, mình làm á, mình phải thấy cái người mà mình truyền thụ mà giỏi hơn mình, ôi nó cảm giác nó sung sướng lắm. Như vậy á, nó mới phát triển. Mấy em biết không, mấy em để ý mấy cái phim tàu á, mấy cái phim trưởng á, nó chuyên gia có chuyện mà dạy học, dạy cho trò đã xong cái giữ lại một chiêu cuối cùng. Có nghĩa là cái thằng đó đó, khi nó sẽ không thể nào vượt qua cho thầy được hết. Tới khi nó dạy cho một đứa khác, nó cũng giữ lại chiêu. Cái đứa khác nó cũng dạy lại cho đứa chiêu cuối cùng, càng học càng ngu. Má cuối cùng tới thằng cuối cùng biết đấm con cú à. Còn lại chiêu nó giữ lại hết rồi mà. Còn đám nước ngoài, nó dạy cho những người giỏi hơn nó. Cho nên mấy em thấy càng lúc đất nước của nó càng có nhiều cái hay ho, những cái phát triển. Mà lớp sau nó đè lớp trước, lớp sau nó đè lớp trước. Xã hội ngày một lượt một phát triển là bởi vì nhờ vào những người thầy như vậy, chứ không phải là những đứa thợ dạy. Hiểu chưa? Dài lắm, nói quá trời không hết luôn đó. Nguyễn Hàng Thiên Nhã: nghe thầy Leo nói trên livestream xong em phải donate ngay, chúc thầy Leo và hai anh editor sức khỏe. Cảm ơn em. Thầy rất là vui. Trần Phi Tú: càng nghiên cứu khoa học tôi càng tin vào Thượng Đế. Vậy thưa anh thì có đấng thần linh, thần Phật hay không? Câu này anh có nói một lần rồi, câu này anh sẽ trả lời nó là như vậy. Anh nghĩ là sẽ có một cái đấng nào đó, nhưng anh nghĩ là những lời cầu nguyện của mình không có vô tay được cái đấng đó đâu. Tại vì đấy là dễ hình dung như vậy nè nha. Có một cái tổ kiến, mình đang ngồi tự nhiên cái mình rảnh, mình không biết làm gì, mình nhìn tổ kiến, cái mình quan sát tổ kiến đó. Thì đối với những con kiến đó, mình là một vị thần, mình có thể giết chết nó được, mình có thể đổ nước, mình đốt lửa cho nó chết hết, mình có thể cứu sống nó, làm đủ mọi thứ, là quyền sống chết của mấy con kiến nằm trong tay mình. Nhưng mà mình đâu rảnh, mình đâu làm, mình chỉ ngồi nhìn thôi. Nhưng mà mình cũng có thể giết một hai con đó, nhưng mà mình cũng không làm vậy, để làm gì, ngồi nhìn, không biết, không có gì rảnh háng, chưa có điện thoại hết mẹ nó pin rồi, giờ ngồi nhìn kiến coi như vậy đâu. Thì tụi nó có nói gì đi nữa mình cũng không nghe được, mình nói nó cũng không hiểu. Nhưng đột nhiên cái mình thấy một con kiến, cái mình bắt đầu mình lại tự nhiên cái mình quan sát nó, cái thấy nó bị rớt xuống nước, cái mình lấy cái cây gỗ mình móc nó lên, bỏ nó lên. Thì đối với nó có phải là nó đã cầu nguyện và có một vị thần cứu giúp nó không? Nhưng cái lời cầu nguyện của nó mình không có hiểu được, mình cũng không biết là nó có cầu nguyện nữa, chỉ đơn giản là mình ngứa tay mình cứu nó thôi. Thì anh nghĩ có những cái vị toàn năng có thể ảnh hưởng tới mình, nhưng mà người ta không quan tâm, người ta không hiểu mình nói gì hết trơn hết á. Mình có để cái bàn thờ mà nó như thế nào đi nữa thì người ta cũng không quan tâm, mình có cúng cái gì đi nữa người ta cũng không quan tâm. Mà người ta nhiều khi người ta đi ngang qua, người ta lỡ đá một cái mình chết, người ta cũng không quan tâm nữa. Cho nên đó là suy nghĩ của anh, nó vậy thôi. Có một bạn kêu đừng đọc tên: chào anh Gia Huy, chúc anh nhiều sức khỏe, ra nhiều clip like hơn nữa. Về clip ngày Noel lúc trước anh có định tiếp tục làm không ạ? Clip Noel lúc trước là clip nào? Để anh về anh coi lại nha. Nhưng mà cảm ơn em trước. Nguyễn Vinh Phúc: anh ơi, em muốn tạo một kênh YouTube chia sẻ kiến thức về Office, phần mềm Adobe. Anh có thể cho em biết cách để làm nội dung kiến thức mà vẫn nhiều người xem không? Kiến thức mà để nhiều người xem á, em đừng có làm trên YouTube. Anh nói thiệt nha, đừng làm. Không phải tự nhiên mà anh livestream cái này là cả trên YouTube lẫn cả Facebook đâu. Tại để nó càng nhiều người coi càng tốt. Nhưng mà cuối cùng mà toàn comment bên YouTube không, mà hình như bên Facebook có coi livestream hồi cái tự nhiên ta ngán quá, ta không muốn coi nữa hay sao á. Hình như là vậy, đúng rồi. Ở trên này, ở trên YouTube là 1500 mấy, còn ở trên Facebook á thì có 200 mấy à. Facebook nó dễ share, nhưng mà người ta thích coi mấy đứa mà bán hàng online hơn. Ở gần nhà anh thấy nhiều người ta coi bán hàng online quá trời luôn. Vô ai áo này 150, 150 áo 7 này, chút đơn lẹ chị ơi. Trời ơi, nè ghi số 0932 năm mà hồi mà không nè. Chị chút đơn được không? Ok, rồi bây giờ tới cái áo này, áo vú của em nè, áo vú của em 550.000 nè. Lẹ trời ơi, trời người ta coi vậy đó. Còn giờ vô mà cái của anh vô. Em có biết gì về bốn trụ cột của giáo dục không? Ta vô ta nói thôi mệt lắm rồi, trời đất ơi, suốt ngày coi
đi học rồi chuyện gì cái tụ cục giáo dục nó dẹp nó tắt liền vậy đó, buồn dễ sợ luôn. Nhưng mà thưa kệ mẹ nó, nếu nói ít ra cũng có 1800 mấy người nghe là được rồi, đơn giản vậy ha. Cho nên em mà muốn làm một cái kênh mà chia sẻ kiến thức, em nên bắt đầu làm ở trên Facebook hoặc là TikTok, mấy cái đó nó đi đến được mấy đứa nít hơn. Nhưng mà nó cũng có một cái khó nữa là em làm kiến thức á, em phải làm theo kiểu là hấp dẫn kiểu nít nhờ nó đủ nhạc rồi âm tè le đùng 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 đùng, xong có bắt đầu ngay cái này là chiếc áo phong sương, nó đại loại vậy đó, hát ba lắp bà xàm vô chút xíu rồi kèm lại em là chiếc áo phong sương Adobe không đường là Microsoft Word đại loại vậy đó. Làm mấy cái vụ đó nói chung là sẽ khó, nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Cái gì trên đời này cũng vậy, muốn là sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm cớ. Cái chuyện mà em làm á, em cần phải học, thứ nhất là học về cách trình bày, thứ hai là trình bày mà trình bày theo kiểu trên YouTube làm sao mà cho nó hay. Cái đó áp dụng được cả trên Facebook lẫn trên TikTok hay là gì được. Và em phải biết cái khán giả của em là ai, độ tuổi như thế nào, họ thích trình bày như thế nào. Tại vì nếu mà những cái đó mà em không rõ, em sẽ dẫn tới là nhiều khi em giảng giải rất là kỹ, nhưng mà em vô kênh toàn là nít không à, em vô giảng giải kỹ nó cũng không quan tâm đó. Thật ra đó là lý do vì sao anh không bao giờ lên TikTok đó. Anh đưa mấy này lên TikTok dài quá, ở trên đó đâu livestream những cái clip có 6 giây vô nhảy cái ơi chiếc áo phong sương, rồi giờ anh nói gì ly cà phê công đường, giờ nói gì nữa đó. Cho nên em cần phải nghiên cứu khá là nhiều, nhưng cũng đồng thời em hãy làm đi. Tại vì em có bắt tay vô làm rồi á, thì em mới biết được em cần thiếu, em thiếu cái gì để mà em tiếp tục em làm thêm, hiểu không? Từ Nguyễn Tùng, mời thầy Leo tô phở. 15 năm đi học em chỉ gặp được hai người thầy cô có tâm mà đã thay đổi cuộc đời em. Nếu mà tất cả thầy giáo em có thể được như vậy thì tốt quá. Rất là khó. Tại vì như anh đã nói, cái ngày hôm qua báo Tuổi Trẻ có một cái tấm hình 4 đời bộ trưởng 15 năm lời hứa tăng lương cho giáo viên. Tiền, nó có một cái câu mà của mấy đứa nít nó nói nghe hơi mất dạy, tiền ít mà đòi hít thơm. Cái chữ hít cái gì thơm á thì mấy em tự nghiên cứu. Thì cái này nó cũng giống vậy thôi. Không thể nào đòi hỏi một sự cống hiến hết mình của thầy cô khi thầy cô còn phải chạy ăn từng bữa. Không thể nào đòi anh Dư Leo anh livestream 2-3 tiếng đồng hồ. Anh Dư Leo ơi, anh làm clip này clip nọ clip kia đi, nhưng mà khi nói tới phần donate, phần trân trọng cái công sức của anh thì đợi 10 năm nữa đi. 2000 nè anh, cố lên anh. Anh hôm bữa nói về vấn đề này rất là nhiều người vô chửi anh. Cái gì vậy? 1000 cũng là công sức của người ta, 2000 cũng là cái sự trân trọng của người ta. Anh nói thiệt, người trân trọng anh á, người ta donate ít nhất là 100. Tại vì mấy em nói, anh có nói trong đó đó, nếu mà mấy em mà cảm thấy là mấy em chỉ có thể donate được 5000 thì mấy em có thể để dành 1 ngày 5000, xong rồi cái 30 ngày mấy em donate 100000, anh sẽ thấy vui hơn, anh cảm thấy được trân trọng hơn. Chứ còn vô nói anh em trân trọng anh lắm, donate giống như là đang đưa cho thằng gửi xe vậy đó, thì cái đó nó giống như là mấy em đi mua đồ xịn mà mấy em trả tiền. Thôi món này ở đây bán 60000 70000 phải không, thôi tôi trả 5000 là tôi cảm thấy món ăn này là ngon lành lắm rồi. Nghe nó rất là cảm thấy đau khổ bực mình. Mà cái của anh khổ một cái nữa là anh không thể nào anh nói mỗi lần vô á, là kêu là mấy đứa phải trả 100, mấy đứa phải trả 1 triệu hay là cái gì. Làm vậy á, là tụi nó còn chửi dữ nữa. Cho nên anh chỉ có thể nói mà thôi, thì để cho mấy đứa tinh tế, mấy đứa hiểu. Mà tinh tế quá khổ, mấy đứa không chịu hiểu, khổ gì đó. Nhưng mà hên là cũng có người hiểu. Nói chung á, mấy em mà mỗi ngày mấy em mà chỉ có thể donate 5000 thì mấy em có thể gom lại một lần 150 một tháng, đơn giản. Còn nếu mấy em nói em có 150 em không muốn donate nữa thì có nghĩa là thực sự mấy em đánh giá cái công việc của anh chỉ như một anh gửi xe. Như vậy thì mấy em chỉ cần share thôi, mấy em không cần donate cũng được. Nó sẽ làm cho anh vui hơn rất là nhiều. Tại vì kêu một cái bài giảng của anh mà donate như là một cái tiền gửi xe, thôi anh đi gửi xe mẹ cho rồi. Anh đâu cần mấy, anh đâu cần phải mướn một hai editor 20 triệu một tháng. Anh đâu cần phải mua ba đồ che điện này chi, đã làm gì. Nó rất là kỳ cục. Ok. Ok, hôm nay anh đã giải thích cho mọi người hiểu về thợ dạy, về thầy cô, giúp cho mọi người hiểu được cái 4 pillars of the education, 4 trụ cột giáo dục mà và 8 cái loại thông minh. Và anh nghĩ là ở trong trường mấy em không có biết được về cái này đâu.
Thì anh hy vọng là cái clip của anh mấy em có thể share thiệt nhiều để cho những người khác cũng hiểu được những cái này. Mặc dù thực sự nhìn vô cái clip một tiếng mấy tụi nó không muốn coi đâu, tụi nó có thể coi một cái livestream, một cái chơi game gì đó. Nhưng á, nếu không có những người mà tập trung kiến thức, học hành để có thể đủ kiến thức để mà làm ra những cái game, thì sẽ không có những game streamer. Kiến thức nó là ngọn nguồn, nó là cái giúp cho chúng ta là người, là learn how to be, chứ không phải là cái thứ mà để cho chúng ta chỉ có ôi bá này lên Google cái một. Nếu không có những người biết kiến thức và viết ra những bài đó thì lấy cái gì để mà Google, đúng không? Cho nên nếu mà cảm thấy trân trọng anh thì donate cho anh. Nếu không trân trọng anh đủ, share anh cũng được, hoặc là bấm subscribe để cho những cái kênh kiến thức lên được 1 triệu subscriber. Tới đây chắc cũng đủ rồi, mấy em chắc cũng đã hiểu những thông điệp của anh. Và chúng ta sẽ chia tay, hẹn gặp thứ năm, tối thứ năm 8 giờ hàng tuần, tối chủ nhật 8 giờ hàng tuần, và những clip khác để giúp cho mấy em có thêm kiến thức. Vậy ha. Để coi có còn ai donate nữa không, rồi mình đọc một cái cảm ơn một cái rồi hãy chia tay. Ok, không có ai cả, chúng ta có thể chia tay ở đây được rồi. Tạm biệt. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn anh bằng qua donate là dễ nhất. Vậy ha. Thank you. Bye bye. Momo 0932 59 510. Tạm biệt. Stream tiếp tục ở đây.